Theo báo cáo của Chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Cụ thể, về công khai, minh bạch, đã kiểm tra tại 11.056 cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hiện 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. Về thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đã tiến hành 6.374 cuộc kiểm tra, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm. Qua đó, đã xử lý hành chính 129 người, chuyển xử lý hình sự 2 người, kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng. Về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đã kiểm tra tại 7.651 cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ cũng chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng với 37.474 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, các cơ quan có thẩm quyền đã xác minh tài sản, thu nhập 13.093 người. Đáng chú ý, có 54 người không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm đã bị xử lý như xóa tên khỏi danh sách ứng cử, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức.